Hai chị đi đâu vậy? Đi đâu kệ tao, mắc mới về tới mày. Đi đâu nọ mày đi không? Đi vô đây. Gì vậy? Đi vô đây gì vậy ông nội? Ủa, tao đi đâu nọ mà. Mình phải thay đổi ngoại hình mới đi đâu nọ được chứ em. Má nó ở bên kia kìa má. Mày trả tiền cho hai má con tao chưa? Trả tiền chưa? Để tôi làm xong cái đầu cái tôi trả chưa? A few moments later. Giờ tao đếm cho một tới ba cái chạy nha. Một, hai, ba. Ê! Hey. Hãy subscribe.